Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 32 thường niên 5C, Thánh Vịnh 16. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 16, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Long và một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân, Nhìn Trên Dấu Chúa. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con nó thoáng nhìn chân dung Ngài, con thoa tình chim ngắm thiên nhan. Chúa ơi, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, xin lắng tai nghe những lời con khấn nguyện từ cặp môi rất chân thành. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con nó thoáng nhìn chân dung Ngài, con thoa tình chim ngắm thiên nhan. Quyết tâm đi theo đường lối Chúa dạy khuyên, chân đều bước vững mạnh không xiêu tê, xin Chúa khoan nhân đáp lời con khấn nài, thương tình nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con nó thoáng nhìn chân dung Ngài, con thoa tình chim ngắm thiên nhan. Chúa ơi, xin che chở dưới bóng Ngài luôn, riêng phần con chính nhờ luôn công chính, sẽ thấy thiên nhan của Ngài khi thức dậy, thoa tình chim ngắm nhan Ngài. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con nó thoáng nhìn chân dung Ngài, con thoa tình chim ngắm thiên nhan. Khi con thức dậy, Chúa ơi, con được no nê, được thỏa thuê, chim ngắm dung nhan Ngài, được chiêm ngưỡng chân dung Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nghe lời chính nghĩa. Con thức dậy, Chúa ơi, con được
Chúa xin dấu con vào bóng cánh Ngài đi, để mắt nhìn con vi tựa người của Chúa. Theo sự công chính con sẽ trông xem mặt của Chúa, và khi thức dậy con được no nê. Khi con thức dậy, Chúa ơi, con được no nê, được thỏa thuê, chìm ngắm dung nhan Ngài, được chiêm ngưỡng chân dung. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Nhật 32 thường niên năm C, Thánh Vịnh 16. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.